Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Như các bạn đã biết thì Lucy cũng đã làm một cái video làm mẹo giúp trở thành người giỏi nhất trong thế giới Roblox ở cái trò chơi Nucity. Và như các bạn cũng đã xem rồi đó, nó cực kỳ khó luôn. Nó là một kiểu dạng sinh tồn, phải dùng trí thông minh cả về sự vận động nữa. Và sau 5 năm kể từ khi ra cái game phần 1 đó thì game Nucity phần 2 nó đã trở lại rồi. Và những người đã chiến thắng ở cái Nucity phần 1 ngày xưa đã được mời trở lại đến một vùng đất Siberia của nước Nga. Nơi đây rất là lạnh lẽo luôn. Trời ơi, mấy bạn ơi, nó nhốt Lucy vô cái phòng gì vậy? Hả? Trời ơi, cái Nucity 2 lần này khó ghê. Nó chỉ cho có một mình chơi à, không có sự giúp đỡ và không trao đổi được luôn. Ôi, một mình Lucy phải vượt qua cái game này sao? À, cái gì vậy? Hả hả? Cúp điện hả? Ui không, thì ra là cái thang máy nó bị hư. Rồi xong luôn. Bây giờ mình muốn đi ra khỏi cái phòng này, mình phải đi tìm cầu thang mới được. Phải đi lên phía trên rồi. Lucy đang bị nhốt ở dưới tầng hầm rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, ở Nucity phần 1 á, Lucy còn có đồng đội đi nói chuyện. Còn phần này sao không có gì vậy? Hả? À, bốn bề đều là cửa mà có khóa hết rồi. Giờ mình không có thẻ từ, mình cũng không có password luôn, sao vô được đây ta? Ồ, cái chỗ này là cần phải có một cái thẻ từ nè. Giờ kiếm đâu ta? À, bây giờ phải quay lại kiếm cái thẻ mấy bạn ơi. Ở phòng 1 á, Lucy là trở thành một trong những người giỏi nhất trong thế giới Roblox nè. Nên giờ phần 2 á, nó mời Lucy trở lại nè mấy bạn. Cái thẻ đâu rồi, cái thẻ đâu rồi? À, mấy bạn ơi, sao vô đây nó tối thui à, mà có một mình Lucy à. Mấy bạn nhớ coi hết video nha, đừng có bỏ Lucy một mình đó, Lucy sẽ rất là sợ. Ý, mấy bạn ơi, ở đây có cái thẻ nè. Ê, hay quá, nhờ mấy bạn ủng hộ mà Lucy đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn rồi nè. Bây giờ Lucy đi mở cửa ra. Hả, cái gì vậy? Báo động chuyện gì? Ồ, tiêu rồi, tiêu rồi. Báo động. Đã có kẻ lạ đột nhập gần trong khu vực cấm vào, khởi động hệ thống an ninh. Ôi thôi tiêu rồi, mở cửa đi. À, 30 phút sau. Hả? Đây là đâu vậy? Đây là đâu? Ôi, từ lúc Lucy mở cửa ra, cái Lucy bị mất xỉu. Rồi bọn họ đã đưa Lucy vào trong cái phòng gì nhốt kín mít vậy? Ờ, trong này chỉ có một cái toilet, một cái bàn, một cái giường, rồi một cái cửa. Trời, giống như nhà tù quá vậy. Còn có chữ Nucity nè. Hả, à, đừng có nói là nhốt mình ở trong này luôn nha. À, mình đi qua đây thử. Cảnh báo, hệ thống an ninh đã bị kẻ khác đột nhập. Tất cả hệ thống chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Ý, tiêu rồi, cửa đóng hết rồi, bây giờ mình đi đường nào đây? Ý, ở đây có một cái tờ giấy thông hành nè. À, chắc có tờ giấy này nó mới cho mình qua quá. Tôi có tờ giấy nè. Úi trời ơi, có tờ giấy xong nó mở cửa nó cho mình ra đâu vậy? Trời ơi, cái này giống như tầng hầm á mấy bạn ơi. Tầng hầm của một cái tòa nhà gì rất là cao lớn nè. Nè mấy bạn nhìn nè, có rất là nhiều đường ống luôn. Ủa, cửa mở rồi. Ủa, cái gì vậy, gì vậy? Ôi trời ơi, nỗi sợ hãi nhất của game này chính là sự cô đơn đi một mình đó mấy bạn. Siêu khó luôn, mà không được trao đổi chat với ai hết. Bạn không thể mở cửa này, cần phải có một cái thẻ. Rồi. Bây giờ đi kiếm đâu đây? Mình đang ở cái khu vực số 2. Không biết trong này có bao nhiêu khu vực nữa. Ý, ở đây có cái đèn pin. Cảnh báo. Khu vực an ninh đã bị kẻ lạ đột nhập. Hệ thống bảo mật đang khởi động. Cái gì vậy? Cái gì còn có hệ thống bảo mật khởi động nữa? Không biết nó định làm gì mình đây nữa. Ý, ở đây có khu vực số 2 nè. Đi vô coi thử biết đâu có cái cửa. Báo động. Kẻ lạ đang đột nhập vào khu vực số 2, khu vực số 3, số 4, số 5 sẽ bị ngắt điện. Hả? Để bảo vệ sự an toàn. Khẩn cấp, khu vực số 4 đã bị lỗi và chuẩn bị sụp đổ. Những người có liên quan lập tức chạy đến khu vực an toàn và đợi sự hướng dẫn tiếp theo. Hả? Trời ơi, cúp điện rồi còn bị sụp nữa hả? Vậy là bọn người Nucity đã bắt Lucy nhốt cho cái tòa nhà mà tòa nhà này sắp sụp rồi mấy bạn ơi.
Trời ơi, bây giờ mình phải nhanh chóng mình thoát ra thôi. Ây da, biết đường đâu mà trốn đây. Đâu rồi, cửa đâu. À, trời ơi, cúp điện rồi, giờ sao thấy đường? Rồi, cúp hết toàn bộ ngôi nhà luôn rồi. Cũng may quá mình có được cái đèn pin. Rồi, đi một hồi cũng quay lại cái khu vực số 2 rồi. Mấy bạn ơi, sao Lucy thoát ra được cái tòa nhà sắp sụp đổ vậy đây? Chắc tòa nhà này mục nát rồi. Hên quá lượm được cái đèn pin nên còn được một chút ánh sáng le lói này. Dạ, cái này là cái gì vậy ta? Ui, ở đây có một cái thẻ nè. Hên quá, mấy cái thẻ này mở cửa cho cửa nào đây nữa? Bây giờ mình đi kiếm cái cửa để mình mở nha mấy bạn. Tao mở cửa số 2 thử. Ui, không được. Cửa này nó không hiểu cái thẻ này. Vậy là cái cửa khác rồi. Cửa nào đây? Yeah, được rồi. Cửa mở. Ui, mình qua khu vực số 3. Trời ơi, ghê quá. Nãy mình đang ở khu vực số 2 đúng không? Bây giờ qua khu vực số 3 rồi. Ý, ở đây có điện. Hình như ở đây có máy phát điện dự phòng hay sao á. Cúp điện hết luôn nhưng mà chỉ có mỗi chỗ này có điện nè. Hay là nó để điện để cho cái ba thang máy này di chuyển nè. Rồi bây giờ mình biết cái cửa nào để xài cái thẻ này đây ta? Ở đây có một cái phòng điều khiển nè. Mình vô mình coi thử coi. Có một cái máy tính đang mở luôn. Ngươi là ai? Ngươi là ai mà lại đột nhập vào phòng điều khiển? Không phận sự miễn vào, hãy đi ra đi. Nếu không nghe lời, hệ thống an ninh sẽ tiêu diệt ngươi. Hả? Ngươi vẫn còn ở đây hả? Tốt hơn hết thì hãy nhớ cái mật khẩu này 5898. Hãy nhanh chóng mở cửa đi đi đi. Đi, nhanh. Hả? Cái gì vậy? Mấy bạn còn nhớ cái mật khẩu không mới đọc không vậy? Không, để Lucy đi kiếm chỗ Lucy mở cửa đã. Không đọc một cái mật khẩu gì đó. Ý, đằng sau lưng Lucy là một cái máy phát điện nè. À, đợi xíu để Lucy mở cái công tắc lên đã. Yeah, có điện trở lại rồi. Mấy bạn có còn nhìn thấy Lucy không vậy? Người Lucy vẫn đầy màu sắc. Vẫn là cô gái bảy sắc cô vòng đây. Quên. Mình đang bị nhốt trong tòa nhà sắp đổ nát rồi mà. Đâu có phải là lúc để mà giỡn đâu. Ui, đi. Đi kiếm cái chỗ để đặt mật khẩu vô đã. Ý, ở trên kia có cái cửa kìa. Ui, có hai đường là biết đường nào đây ta? Rồi, quay vô đây đi. Để coi mật khẩu hồi nãy có xài được trong cái cửa này không nha. Hồi nãy là cái gì mấy bạn nhớ không? Có ai nhớ nhắn tin cho Lucy biết nè. Còn Lucy nhớ đó là 5898. Vô. Mật khẩu đúng, xin mời vào. Ui, hên quá. Đúng rồi. Rồi. Vô đây là cái gì nữa đây? Hả? Bốn cái cầu dao điện. Bốn cầu dao này để làm gì vậy ta? Đâu để coi nó nói gì. À, nó nói qua cái cửa này. Vậy thì chìa khóa để mở cửa này á là phải bật tắt gì ở bốn cái cầu dao này nè. Trời ơi, giờ biết cái nào bật cái nào tắt vậy ta? Đâu để Lucy làm thử nha. Mở tắt. Ôi trời ơi, không được rồi. Đâu để coi còn đường nào khác không. Đây, Lucy đang đi quay trở ngược ra này mấy bạn. Đây là khu vực số 4. Không có đường ra rồi, khóa lại hết rồi. Ây da, trời ơi, không được, cao quá. Nó không có đường ra rồi. Còn nào nữa không? Cái cửa đằng sau lưng Lucy là hồi nãy mình vô nè. Còn qua bên khu vực này. Ồ, cũng vậy à. Nó lại ra tới đây nữa. Thôi, Lucy quyết định rồi. Để quay trở lại để giải cái mật khẩu hồi nãy thôi. Thôi, bây giờ bốn cái cầu dao. Sẽ có cái mở, cái tắt. Mà không biết cái nào mở, cái nào đóng nè. À, bây giờ Lucy sẽ đặt lên hết nè. Rồi, bắt đầu mình sẽ cho cái đầu tiên. Mở. Cái số 2 mở luôn. Cái số 3 mở luôn. Ý, thôi lượn ngược lại đi. Trời ơi, mở đóng đóng mở tùm lum mới vậy. Thôi, quyết định nè. Cuối cùng. Được lắm Lucy Channel 2022. Người đã mở được cánh cửa thành công. Wow,
Trời ơi, đúng là cái này Lucy mò luôn đó mấy bạn ơi. Tại vì nhìn theo cái đường điện này cũng khó phát hiện ra lắm, theo cách vẽ của họ. Chứ nếu học vật lý thì mình có thể mình đoán được đó. Nhưng mà bởi vì chỉ có 4 cái cầu dao nên mình đoán theo thứ tự cũng được. Yeah, cửa mở ra rồi, đi vô thôi. Ây da, cái gì vậy? Rồi mình lại vô một cái phòng gì nữa rồi. Trời ơi, nó nhốt mình trong đây rồi mấy bạn ơi. À, nhấn nút vô cửa mở rồi kìa. Mà không biết cửa nào mở nữa, đi ra ngoài kiếm thử. Access denied. À, thì ra là cửa khu vực số 4 nó mở. Rồi, bây giờ tới đây là tới đâu nữa đây? À, có cái cửa này. Vô luôn. Ui, này giống như nhà kho mấy bạn ha. Nó có mấy cái kệ rồi có thùng đồ nữa nè. Ý, ở đây có cái xà beng kìa, lượm luôn. Không biết dùng để làm gì nữa nhưng mà Lucy cứ lượm sẵn đi. Mấy bạn chơi game cũng vậy á, cứ thấy món gì mà lượm được mình cứ lượm. Trời ơi, sao trong này toàn là cửa với cửa không vậy? Cái nào cũng đòi chìa khóa hay là mật khẩu. Giờ mình đâu có mật khẩu đâu mà vô. Cũng không có cái thẻ luôn. Ý, ở đây có cái cửa thông gió nè. Được á, được á. Mình đu lên đây xong mình lấy cái xà beng nãy mình lượm được á. Đây, mình sẽ nạy cái cửa thông gió ra nha. Yeah, được rồi. Lucy Channel đã phá thành công cửa thông gió. Cái gì ghê vậy? Giống như có người đang quan sát mình á mấy bạn ha. Làm gì người ta cũng biết hết trơn. Cảnh báo, có kẻ lạ đột nhập vào khu vực số 4. Trong vòng 120 giây sẽ thải khí độc để tiêu diệt kẻ lạ. Hả? Khoan. Trời ơi, nó chơi nó cúp điện rồi còn cho thời gian nữa. Rồi thôi tiêu rồi mấy bạn ơi, chạy. Hả? Cho thời gian mà còn nhốt mình trong cái mê cung nữa, sao Lucy tìm được đường ra đây? Ui không. Cái gì vậy? Quẹo. À, trời ơi còn gặp cái thùng nữa chứ. Trời ơi, đi mê cung mà còn tối thui nữa. Trời ơi, bí đường hết rồi. No. Thời gian dừng lại. Ui, mình đi mê cung á mà không có thời gian á, mình còn đi được là trở lại. Còn giờ cái này nó có thời gian. Ui. Rồi. Mình cứ qua bên trái bên phải rồi bị kẹt nữa rồi. Ê da, cái chuyện gì đây? Ôi tiêu rồi, mấy bạn ơi, nó sắp thải khí độc ra rồi. À, trời ơi, mình bị rơi lại vô căn phòng hồi nãy rồi. Chạy. À, chỉ còn có 60 giây à. Trời ơi, chơi kỳ vậy. Ôi, lần này chắc Lucy tiêu đời mấy bạn ơi. Rồi, qua đâu, ấy dạ, kẹt rồi. Ý, ở đây có dấu ích là gì vậy ta? Nó có một dấu ích. Rồi còn ở đâu nữa? Bây giờ mình phải suy nghĩ dùng trí thông minh thôi mấy bạn ơi. Ồ, một dấu ích chỗ này nữa. À, trời ơi, khi gặp cái thùng này nó cứ kẹt hoài à. Còn có chưa đầy 30 giây mà nó cứ kẹt hoài. Ây, thôi rồi, tiêu rồi mấy bạn ơi. Chắc game này Lucy phá đảo không nổi rồi. Chuẩn bị nó thải khí độc ra là Lucy tiêu đời đó. Ây da, mê cung mình cứ đi theo một hướng bên trái hoặc bên phải. Nhưng mà sao Lucy đi nãy giờ không được. Rồi, ngay chỗ có dấu ích này Lucy sẽ dùng xà beng để nảy lên. Úi, trời ơi, nó cho mình vô cái phòng tù kìa mấy bạn. Mấy bạn thấy không? Cái phòng đó là phòng dành cho tử tù á. Nó dán mút xung quanh hết luôn á. Rồi. Cái gì vậy? Cửa này á thì cần bát hả? Cần một cái thẻ. Rồi còn cửa nào nữa không ta? Hả? Cái cửa phía đằng trước kìa. Phòng kiểm tra trình độ bay nhảy. Hả? Con người mà trình độ bay nhảy là sao? À, là phải bắt cua đó. Để mở được cửa, Lucy hãy nhấn tất cả các nút có trong phòng này. À, trời ơi, cái gì ấy? Cái thùng gì vậy? Dạ. Rồi. À, nó đè Lucy kìa. Ui da, cái gì vậy? Vậy là trong đây mình phải chơi bắt cua. À, lúc này là lúc kiểm tra trình độ của người chơi giỏi nhất của thế giới Roblox này mấy bạn. Rồi bây giờ mình phải đi tìm cái nút nữa nè. Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy cái nút ở đâu không vậy? Tao Lucy chưa thấy cái nào hết ta. Mà phải nhấn tất cả các nút có trong phòng này nữa. Vậy là có nghĩa là nó phải hơn một nút rồi. Đâu ta. Ấy dạ dạ. Nhảy. Ý, bên đằng kia có một cái nút màu đỏ kìa. À, trời ơi, đây là cái máy gì vậy?
Lucy mà bị đẩy vào trong đó là nó nghiền nát Lucy luôn đó. Đi ra ra ra. À, cái gì vậy? Chạy. Ây da da da. Trời ơi. Nhảy. Ui da. Không được rồi. Mình đứng đó là mấy cái thùng này nó rơi ra hoài à. Rồi Lucy phải nhảy qua bên kia mới được. Cái nút ở bển á. Trời ơi, gì mà nhảy hoài vậy? Ui không không, Lucy không thể nào bị kẹt ở đây được. Ây. Qua. Yeah. Qua được rồi. Ồ, bên kia hình như cũng có một cái nút màu đỏ nữa kìa. Rồi có một cái dãy toàn là nút không nữa. Không biết có phải không. Thôi, đạp lên cái nút đầu tiên nè. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên kia nha. Nhảy. Ồ, một đống nút luôn kìa. Không biết có phải không nữa. Rồi, đạp đại đi. Ồ, bên đây còn có một nút bự thiệt bự nữa nè. Chúc mừng Lucy. Cuối cùng ngươi cũng bấm được hết tất cả các nút rồi. Ngươi cũng khá lắm đó. Có thể một mình mà vượt qua đến vòng này. Ôi trời ơi, Lucy muốn ra quá mấy bạn ơi. Cái trò gì mà nó khó quá vậy. Có một mình Lucy trong này à. Đã vậy còn đưa ra những bài khó nữa. Nhảy. Ây da. Bây giờ Lucy tìm đường càng nhanh càng tốt. Đi ra khỏi cái tòa nhà sắp sụp đổ này đây. Ủa, đường mình đi đâu nữa vậy? Khu vực 2.1. Rồi, khu vực số 2 xong bây giờ còn 2.1 nữa. Rồi, ở trong giữa cái phòng gì đây? Chúc mừng ngươi, Lucy. Bây giờ, thử thách này cũng không có dễ gì cho lắm đâu. Trong vòng 30 giây, hãy nhớ hết tất cả các dãy số này. Hả? Ôi mấy bạn ơi, nhớ phụ Lucy. 1, 2, 9, 0, 4, 5, 6, 3, 8, 7, 7, 9, 2, 0, 5, 2, 7, 7, 7, 8, 6, 0, 9, 1, 5, 2, 0, 9, 9, 7, 2, 8, 9, 3, 4, 2, 6, 3, 3, 8, 2, 7, 0, 9, 0, 8, 4, 0, 9, 1, 8, 1, 6, 8, 8, 5, 2, 9, 3, 9. Mấy bạn ơi, mấy bạn ráng nhớ phụ Lucy nha. Lucy đi một hồi chắc Lucy quên quá. Chơi kỳ vậy. Đồ chơi gì mà khó dữ vậy trời. Cho mình một dãy số đó luôn. Chắc hồi để gặp mấy cái cửa để mình bỏ password vô nè. Rồi biết ngay một cái cửa đầu tiên nè. Rồi để Lucy nhớ nha. Cái số đầu tiên là cái gì mấy bạn nhớ không? Cái dãy đầu tiên luôn đó. Ai nhớ viết comment bài cho Lucy biết nha. Sẵn đây kiểm tra trí nhớ của mấy bạn luôn. Rồi còn Lucy nhớ đó là 1, 2, 9, 0, 4. Mở. Tốt lắm Lucy, người nhớ đúng rồi đó. Hên quá vô được rồi. Ôi trời ơi, cái gì nữa vậy? Vô một cái phòng đang làm việc điều khiển gì nè. À, chỗ này nó điều khiển để nó cúp điện hết mấy khu vực kia đó. Ôi, cái dãy số này chạy mã số 1010 này không hiểu đâu. Ê, ở đây có dấu X nè. Chắc là mình sẽ gặt nó xuống á. Nó giống như kiểu cầu dao thôi. Rồi, gặt xuống. Không biết để làm gì nữa nhưng mà thôi, mình cứ thay đổi nó đi. Rồi, đi ra. Không biết có ảnh hưởng gì không nữa. Rồi. Bây giờ mình phải tìm đường để đi lên nè. Thang máy thì hư rồi. Ui, lại một cái cửa nữa. Biết bỏ password gì đây ta. Rồi, cái password đầu tiên luôn nha. Mấy bạn còn nhớ không? 1, 2, 9, 0, 4. Sai rồi, nhập lại mật khẩu mới. Úi, vậy là mật khẩu đầu tiên không được rồi. Vậy bây giờ mình nhập cái mật khẩu kế tiếp nha. Mấy bạn còn nhớ không? 5, 6, 3, 8, 7. Tốt lắm Lucy. Tôi chỉ nhớ thật là tốt. Xin mời vào. Vậy là Lucy dùng cái mật khẩu số 2. Hồi nãy Lucy đặt một dãy luôn đó. Ý, ở đây còn có cái két sắt nữa nè. Két sắt bây giờ dùng số gì đây ta? Rồi dùng số tiếp theo luôn nha. 7, 9, 2, 0, 5. Mật khẩu thì sai. Xin mời nhập mật khẩu khác. Trời, bây giờ còn nhớ mật khẩu gì nữa mấy bạn ơi. Vậy thì Lucy sẽ thử mật khẩu tiếp nha. 60915. Tốt lắm, mật khẩu chính xác. Trong này có cái thẻ. Rồi, đem ra mình mở cửa này coi. Rồi, mình gài thử nha. Thẻ từ tung cửa, xin mời vào. Thì ra cái thẻ của cái cửa này nó giấu trong cái két sắt đó mấy bạn. Khó ghê không? Mười lăm phút sau. Ôi trời,
Lucy vừa bước qua cửa này cái Lucy lại bị đánh ngất nữa. Bây giờ Lucy mới tỉnh lại nè. Thôi rồi, nó nhốt mình vô đâu vậy trời? Hả? À, trong cái phòng này là cái gì vậy? Nó toàn là thùng không à? Ý, có cái tờ này ai ghi lại nè? Đừng quên, mật khẩu của cái cửa, nó không phải là 18362 đâu, nó là 39251. Nhớ đó. Trời, mấy bạn thấy ghê không? Nó ghi ra hai số mật khẩu luôn, để cho mình bị rối não á mấy bạn. Nhưng mà trong đó có một cái đúng và một cái sai. Ai mà đọc lơ là một cái là bị sai liền. Thôi, chắc cái bản này là của cái người chơi trước người ta để lại cho mình quá. Vậy thì ok, bây giờ mình đi tiếp thôi. Chứ Lucy một mình Lucy cũng mệt lắm rồi. Mà cũng may có mấy bạn á, mấy bạn vừa coi mấy bạn động viên Lucy. Chứ không hả Lucy không biết sao đi luôn á. Ôi, chưa qua luôn. Úi, cái vô phòng gì vậy ta? Ồ, cái gì vậy? Trời ơi, mỗi cái chỗ đèn sáng này là một cái cửa nè. Trời ơi, biết vô cửa nào vậy? Lucy đâu có muốn đi cửa nhiều đâu, Lucy chỉ muốn là thoát ra khỏi tòa nhà này thôi. Ui, cái gì mà màu trắng với màu đen vậy mấy bạn? Tối quá, Lucy nhìn không có rõ. Mấy bạn có biết đó là gì không vậy? Trời ơi, cái gì mà nó thông báo tùm lum tà la vậy? Ôi, không ở đây được. À, rồi, Lucy hiểu rồi. Cái màu đen đó chính là một cái lỗ hố sâu. Còn cái màu trắng này chính là những cái cây cột của tòa nhà nè. Đó, hồi nãy Lucy không biết Lucy nhảy xuống một cái ngay cái lỗ màu đen luôn, đó là cái hố sâu giữa những cây cột của tòa nhà đó. Hèn gì Lucy banh xác luôn à. Đó, đây là những cái cột nè, nó rất là cao luôn nên mình phải bắt cua qua đó. Trời ơi, cái đường này đi đâu nữa vậy ta? Tao có vòng vòng có vài cây cột vậy. Rồi, đây là một cái ma trận mới rồi. Nó bắt mình phải suy nghĩ á mấy bạn ơi. Bởi vậy đâu có dễ gì mà phá đảo được cái trò này đâu. Lucy, xuống chở ba đi công chuyện nè. Dạ, con xuống liền. Ủa mấy bạn ơi, ba của Lucy nhờ Lucy đi công chuyện rồi. Thôi Lucy không thể chơi tiếp trò này được nữa. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha. Để hôm nào rảnh á, Lucy có nhiều thời gian Lucy sẽ phá đảo lại cái game này. Lúc đó mong các bạn đón xem nha. Bye bye và hẹn gặp lại.